Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề số 13 về phương trình nghiệm nguyên. Ở chủ đề số 3 thì ta tìm hiểu một số dạng phương trình thường gặp và ta đã làm được 5 dạng. Và ta chuyển sang dạng hôm nay, dạng số 6, đó là cái phương trình mũ. Thầy lấy một số ví dụ điển hình. Ví dụ 1 này. Ví dụ một người viết tắt như ví dụ một này, người ta gọi mình tìm nghiệm tự nhiên của phương trình. Đối với dạng phương trình mũ ấy, thường mình tìm nghiệm tự nhiên, tìm nghiệm tự nhiên của phương trình. Phương trình người ta cho đó là hai mũ x này cộng với 3 thì bằng y bình phương. Thì đối với dạng phương trình này thì về phương pháp giải ấy, thì ta thường giải như sau là về định hướng phương pháp nhé. Phương pháp thì trước hết ta tìm số tự nhiên k nào đó. Bước đầu tiên ấy, là ta đi tìm cái số tự nhiên k, số tự nhiên k nào đó để cho cái giá trị x mà lớn hơn bằng k đấy, bằng cái số k, thì phương trình không có nghiệm, rồi sau đó mình xét xét các giá trị x mà thuộc cái tập hợp gồm các cái phần tử từ 0, 1, 2 vân vân cho đến một cái giá trị nhỏ hơn k, đó là k trừ 1, đúng không? Rồi từ đó mình tìm ra được mối quan hệ giữa các giá trị nghiệm x và y. Được chưa nào? Thứ hai là đối với cái phần phương trình nghiệm nguyên mà dạng phương trình mũ ấy, thì ta thường sử dụng cái bồ đề. Đấy. Chú ý nhá, chỗ này mình chú ý này. Chú ý ta thường sử dụng bồ đề này, bồ đề 1, bồ đề số 1 để ta vận dụng. Đó là nếu mình có là A cộng B tất cả mũ N thì ta sẽ biến đổi được thành A nhân với K cộng với B mũ N, với N là số tự nhiên nhé, với N thì thuộc tập hợp số tự nhiên và k là một cái số nguyên nào đó, k thuộc tập hợp z các số nguyên nào đó. Đây là bồ đề 1 này. Bồ đề 2 mà mình sẽ vận dụng đó là nếu mình có cái dạng cái biểu thức đó là a mũ n cộng b mũ n thì ta sẽ biến đổi được thành là chia hết cho cái dạng này nhé, thì nó sẽ chia hết cho ba chấm này, dấu chia hết nhé, thầy viết lại đây cả biểu thức này đi cho nó đẹp, chia hết cho a cộng với b. Rồi bồ đề số 3 mà ta phải sử dụng, bồ đề số 3 đó là mình có cái dạng là a mũ n mình trừ đi b mũ n thì chắc chắn là nó sẽ chia hết cho cái biểu thức là a trừ b. Ở đây thầy bổ sung hai trường hợp này với các điều kiện. Trường hợp này là điều kiện n là một số tự nhiên, n thuộc n. Còn trường hợp trên á mà buồng chia hết á, thì đây là n thuộc n, nhưng mà lưu ý là n phải lẻ, n lẻ nhé. N nói khác n là số tự nhiên lẻ. Đó. Người ta thường sử dụng ba cái bồ đề này để mình giải phương trình nghiệm nguyên ở dạng phương trình mũ. Cụ thể mình đi làm cái bài tập mẫu này, ở ví dụ 1 này ta giải nhá. Giải thì định hướng về phương pháp thì nêu ở phần trên rồi, bây giờ mình áp dụng. Bây giờ mình tìm cái số k nào đó để sao cho là x mà lớn hơn bằng k đấy, thì ta được cái phương trình nó không nghiệm, nói khác là phương trình vô nghiệm. Thì ta xét thì đối với dạng này, đây là cơ số là 2x
x mũ 1 thì là 2 cộng với 3 là 5 lẻ đúng không? X mũ 2 thì nó đều chia cho 2. X mũ 2 rồi cộng với 3 thì nó chia cho 2. Mũ 2 thì thành 4 đúng không? 4 chia 3 dư 4 cộng 3 7 chia cho 3 thì dư 3. Như vậy ta nhận xét như sau này. Nếu mình có cái số x ấy mà lớn hơn bằng 2. Như vậy k đây bằng 2 nhá. Thì cái biểu thức 2 mũ x ấy, chia hết cho 4. Đó, chia cho 4 nhá. Nên do đó mình có được cái vế trái đó là biểu thức 2 mũ x cộng với 3 chia cho 4 thì dư 3. Để viết lại chỗ này thì biểu thức, để nhắc lại, biểu thức 2 mũ x cộng 3 đấy chia cho 4 này, chia cho 4 thì dư dư 3 đúng không nào? Thế còn biểu thức y đấy thì y nó bằng y mũ 2 này nó bằng 2x bình cộng 3 đấy, 2x 2 mũ x người ta có nhá, là có này y mũ 2 của mình ấy nó bằng 2 mũ x cộng thêm 3. Thì 2 mũ x là số chẵn, còn 3 là số lẻ. Như vậy chắc chắn mình suy ra được là y mũ 2 lẻ. Y mũ 2 lẻ nhá. Lẻ thì dẫn đến là y lẻ. Y là số lẻ, đúng không? Y là số lẻ. Nên là khi đó thì vế bên trái tức là suy ra là y mũ 2, y mũ 2 lúc này là chia cho 4. Chia cho 4 thì dư dư 1, đúng không? Như vậy là không thỏa mãn. Như vậy trường hợp này thì phương trình vô nghiệm. Dẫn đến là phương trình vô nghiệm nhá. Vô nghiệm. Được chưa nào? Như vậy mình đã tìm được một số k. Số k để cho x mà lớn hơn bằng k thì cái phương trình vô nghiệm, được chưa? Trường thứ hai là mình xét hay thân cách khác là mình sẽ suy ra được khi x lớn bằng 2 thì nó vô nghiệm, vậy x thì chỉ có xét được cái các giá trị nó từ 0 đến 1 thôi, đúng không? X sẽ thuộc khoảng từ 0 đến hai giá trị nó bằng 0 hoặc là bằng 1. Trường hợp nếu mình có là x bằng 0 này. X bằng 0 thì mình suy ra được là y bình phương của mình sẽ bằng, thay vào phương trình ban đầu mình được là 2 mũ 0 là 1 cộng 3 là 4. 4 này thì suy ra được y của mình sẽ bằng 2, đúng không? Bởi vì y là số tự nhiên mà. Như vậy thì mình được một cái nghiệm, một cặp nghiệm đấy, nói khác là một cặp giá trị x y. Nếu trường hợp là mình có x của mình bằng 1 thì mình thay vào phương trình 1 mình sẽ được là y của mình sẽ bằng 5. Y bình phương bằng 5. Y bình phương bằng 5 thì chỗ này là không có số tự nhiên nào thỏa mãn, đúng không? Suy ra là không có số tự nhiên nào thỏa mãn này, không có số tự nhiên y thỏa mãn. Hoặc nói khác là trường hợp này là phương trình vô nghiệm. Như vậy mình kết luận chỉ có một nghiệm thôi. Vậy mình có cái cặp giá trị nghiệm đó là x chấm phẩy y thì bằng cái cặp giá trị nghiệm nó là 0 chấm phẩy 2. Được chưa? Như vậy cái bài đầu tiên là bài cơ bản ban đầu, ta làm quen với cái phương trình mũ. Ta chuyển sang ví dụ số 2. Thầy xóa phần này đi nhá, chờ thầy một chút. Thầy vẫn để cái chỗ trên đi nhé. Rồi, để viết lại cái chữ y này nhé.
Đây là ví dụ một, ta vẫn để đây để mình so sánh này. Ví dụ hai, người ta yêu cầu mình giải phương trình với nghiệm tự nhiên. Giải phương trình với cái nghiệm tự nhiên. Phương trình người ta cho đó là cái phương trình x là 2 mũ x cộng với 57 bằng y bình phương. Thì đối với phương trình này để ta xét tính chẵn lẻ của cái mũ x này. Cụ thể mình xét hai cái trường hợp. Ở đây thì cái do cái số 57 thì nó lớn nên mình sẽ dùng cái ta chưa xác định được cái tính chất của nó nên mình xét trường hợp thứ nhất. Ta xét hai trường hợp này, giải này. Ta xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp một thì viết tắt nhé, TH1 thì mình có là x lẻ. Nếu x lẻ, x là cái số lẻ đấy. X lẻ thì ta suy ra được x nó có dạng là bằng 2n đi cộng 1 đi, đúng không? Với điều kiện n là cái số tự nhiên. Thì ta có ta có là 2 mũ x này. 2 mũ x của mình lúc này bằng 2 mũ 2n cộng 1. 2n cộng 1 ở trên này, thì hơi nhỏ một chút, tí nữa thì viết xuống rộng xuống dưới cho rộng ra to nhá. Bằng ở đây mình có là bằng 2 nhân với 2 mũ 2n, đúng không? Và mình có được ở đây là 2 này nhân với 2 mũ 2n thì ta viết thành là 4, đúng không? 4 mũ n, đúng không? 4 mũ n. 2 nhân 4 mũ n này tức là bằng 2 nhân mở ngoặc. Ở đây mình có cái dạng là 3 cộng với 1 tất cả mũ n, đúng không? Thì ta thấy rằng nó giống một phương pháp ở trên, đó là ta sử dụng cái bồ đề. Sử dụng bồ đề nó sẽ biến đổi được thành, đây là cái dạng bồ đề mà a cộng b tất cả mũ n thì nó sẽ bằng là a nhân với k cộng b mũ n đấy, đúng không? Thì ta sẽ biến đổi ở cái dạng bồ đề số 1, đó là sẽ bằng 2 này nhân mở ngoặc này 3 lần số k nào đó này, đúng không? Rồi cộng với 1 mũ n này, thầy thêm bước này nhá, tức là nó sẽ bằng, thôi thầy viết ở dòng trên đi, bằng 1 mũ n là bằng 1, đúng không? Chỗ này bằng 6k cộng 1. Như vậy ở đây k mình có là cái số nguyên nào đó thuộc z, ta gọi z số nguyên. Chờ đây tí nhé, thầy xóa chỗ này đi chút cho dễ nhìn, dễ quan sát. Cái dấu bằng này thầy viết viết đâu. Chưa? Thế thì khi đó thì ta sẽ có, đây ta quan sát cái biểu thức này. Khi đó thì mình có cái gì? Khi đó thì mình sẽ có được cái vế trái của phương trình đã cho ấy, là chia cho 3 dư 2. Đúng không? Ở chỗ này nhân vào là cộng 2 nhé, cộng 2 2, đúng không? Khi đó thì mình sẽ có là vế trái, tức là nói cách khác là 2 mũ x cộng với 3 chia cho 3 dư 2. Được chưa? Còn vế phải á, vế phải thì mình có là số chính phương nên là khi chia cho 3 thì không dư 2. Thì ta có còn y mũ 2 là số chính phương. Số chính phương.
nên là khi đó mình chia cho 3, chia cho 3 thì 0 dư 2 đúng không? Nhân loại 0 dư 2 thì viết thành nhân loại. Tóm lại là trường hợp mà x là số lẻ thì vô nghĩa, ta hiểu như vậy đúng không? Xét trường hợp thứ hai, trường hợp số 2 mình có là x chẵn, x là cái số chẵn, số tự nhiên chẵn nào đó, thì ta sẽ suy ra được x của mình sẽ bằng 2n với n thuộc tập hợp số tự nhiên. Thì khi đó mình có này, ta có cái biểu thức đó là cái xung cách mở rộng cho dễ nhìn. Mình sẽ có là hai mũ 2n đúng không? 2n này cộng với 57 thì bằng y mũ 2, tức là tương đương với y mũ 2 mình trừ đi 2 mũ 2n thì bằng 57. Khi đó thì mình sẽ biến đổi được cái phương trình này về dạng y trừ 2 mũ n, đây là dạng hằng thức đúng không, nhân với y cộng 2 mũ n bằng 57. 57 này thì ta biến đổi thành là 3 nhân 19, 3 nhân 19, và mình xét các cái trường hợp, đây là đưa về phương trình tích, phương trình ước số, xin lỗi, đây là phương trình ước số nhé. Không, thì ta thấy rằng là hai mũ mà ta có nhá, ta có là y cộng với 2 mũ n đấy, thì chắc chắn đây là số tự nhiên mà, thì nó sẽ lớn hơn y trừ 2 mũ n, nên mình sẽ chọn được các cái giá trị, cái này tất cả cái này lớn hơn không nhá, thì mình sẽ lược bớt được một số các trường hợp. Chúng ta có bảng giá trị này, cho tôi kéo cái màn hình lên chút dễ nhìn. Người ta có bảng giá trị, bảng giá trị này thì thầy kẻ tay chắc nó không được thẳng, bởi vì đây viết trên bảng trắng này nó khó viết. Mình có là dòng trên này, y cộng 2 mũ n này có thể nhận giá trị là bằng 57 đúng không? Nó là số lớn mà, 57 thì hoặc là 19 thôi. Trường hợp thứ hai đây mình có là 57 nhân 1 mà đúng không, 3 nhân 19 mà toàn là số dương, em có thể nhận cái trường hợp thứ hai là nó là 19 thôi, chứ nó không thể nhận 3 hoặc 1 đúng không. Rồi dòng thứ hai mình có y trừ 2 mũ n thì chỉ có thể nhận tương ứng là 1, và trường hợp này là bằng 3 nhé. Khi đó thì mình sẽ có giá trị là 2 mũ n. Trường hợp này thì mình sẽ có được là bằng 28 nhé. 28. 2 mũ n bằng 28 thì không có số nào mà 2 mũ n bằng 28, nên loại. Vậy trường hợp này thì bằng 8 này. 8 đúng không? 8 thì ta tìm được n. N trường hợp này không có này, trường hợp này bằng 3 đúng không? 18 bằng là 23 mà. Rồi khi đó mình sẽ tìm được y tương ứng này. Y tương ứng sẽ là bằng, trường hợp này sẽ là y bằng 11. Còn x thì bằng 2n mà. X tương ứng này, x sẽ bằng 2n, tức là bằng 2 nhân 3 là 6. Như vậy mình được cặp giá trị đó là 6 và 11 đúng không? Đây, trường hợp này đúng không? Rồi ta kết luận thôi. Hoặc là con dạng này mình có thể kiểm tra lại, kiểm tra nhé. Ta có này, ta có thay trực tiếp vào biểu thức kia, đó là 2 mũ 3 này cộng với 2 mũ 3 x bằng 6, cho nó nhầm, x bằng 6 cộng với 57 này thì bằng
Y là 11, 11 mũ 2. Chỗ này là 2 mũ 6. 64 57 đúng không? 121 đúng không? Rồi, kết luận vậy. Mình có cặp giá trị nghiệm đó là x chấm phẩy y nhân bằng sáu là x này, y là 11, được chưa nào? Đấy. Như vậy ta đã làm quen được ví dụ số 2 về cái việc giải phương trình nghiệm nguyên ở mũ, nghiệm nguyên mũ. Nhưng mà trường hợp mà phương trình mũ thì thường gặp ở cái việc tìm x, y là cái số tự nhiên, cặp giá trị số tự nhiên. Ta tiếp tục với cái bài số 3, khác là ví dụ 3. Thì chuyển sang ví dụ 3 thì thầy xóa bảng đi một chút và ta vẫn để cái phương trình nhá. Để so sánh các ví dụ xem các đặc điểm của nó như thế nào và ta sử dụng cách giải của bài toán trên cho cái bài toán dưới như nào cho hợp lý. Thì thầy để nguyên cái đề bài của ví dụ 1, ví dụ 2, người ta cùng nhau quan sát, phân tích. Ở ví dụ số 3, người ta yêu cầu mình tìm nghiệm tự nhiên, tức là giống ví dụ 1 đúng không? Tìm nghiệm tự nhiên, cấu trúc nó khác thôi, bản chất nó giống giống tự nhiên của phương trình. Phương trình người ta cho đó là 8 mũ x, như vậy là cơ số nó khá lớn rồi đúng không? Trừ đi 37 bằng y mũ 3 và đây là y mũ 3 bậc 3. Như vậy 8 thì bằng 2 mũ 3 đúng không? Giờ chỗ này thì mình biến đổi như sau này. Hay giải đi, viết lời giải. Ta biến đổi cái chỗ 8 mũ x về thành cơ số là 2 thì ta sẽ có là phương trình sẽ tương đương với phương trình 1 đi, thầy gọi là phương trình 1, viết cho nó trình bày cho dễ đúng không? Phương trình 1 sẽ tương đương với 2 mũ 3 trong tất cả mũ x đúng không? Phải trừ đi 37 bằng y mũ 3. Nhưng bây giờ mình cần là cần mũ 3 đưa lên để giống y mũ 3. Như vậy mình biến đổi tương đương với đẩy cái x xuống mũ đó, 2 mũ x sang tất cả mũ 3 này. Thì chuyển luôn vế sang bên y sang bên trái này, có y mũ 3 để ta sử dụng các hàng đẳng thức để bằng 37. Ta đưa về phương trình ước số. Thì ở đây mình sẽ có là tương đương với 2 mũ x là a cộng với, hoặc cái này viết trừ trước nhé, trừ trước thì là a mũ 3 trừ b mũ 3 thì viết là trừ y tất cả nhân với bình phương chiếu của một tổng, tức là 2 mũ x tất cả mũ 2 thì viết là 2 mũ 2x luôn nhé, rồi cộng với 2 mũ x nhân với y, được không nào? Rồi cộng với y bình phương, kết quả là bằng 37. Thì bây giờ mình thấy rằng là cái dạng bình phương chiếu này này mà các số này đều là số dương, vậy nó sẽ lớn hơn không? Ta thấy này, ta có cái biểu thức đó là 2 mũ 2x cộng với 2 mũ x nhân với y cộng với y bình phương thì chắc chắn lớn hơn không với mọi giá trị x y nhé, thuộc n nhé, nên mình sẽ suy ra được là 2 mũ x trừ y nó là ước tự nhiên của cái 37. Đấy, là ước tự nhiên của cái số 37. Và cái ước này ấy, nó phải thỏa mãn điều kiện là cái biểu thức đây là trừ đi, mà đây là 2 mũ 2x xong cộng cái này lớn hơn đúng không?
nên ước tự nhiên của 37 và mình có cái điều kiện đó là 2 mũ x trừ y đấy thì nó bé hơn biểu thức 2 mũ 2x trừ y chỗ này thì viết lại trừ y nhá cộng với 2 mũ x xong nhân với y cộng với y bình phương đây là điều chắc chắn đúng không? Thì ta đánh giá được. Mà 37 thì chỉ có cách đây là 37 là số nguyên tố rồi. Mà 37 thì chỉ có bằng là 37 nhân 1 hoặc 1 nhân 37 thôi. Đúng không? Đó là số tự nhiên mà. Ước tự nhiên. Nên mình sẽ suy ra được có một trường hợp thôi. Đây mình đánh giá được thì có một trường hợp là 2 mũ x trừ y. Lúc này chỉ có thể là bằng 1 thôi. Đúng không? Một bằng bằng 1 thì giờ mình có cái mối liên hệ là thay vào đây nhá bằng 1 thì mình sẽ suy ra được là khi đó thì mình suy ra được là nhân cái này nhân 1 mà thì 2 mũ 2x cộng với cả 2 mũ x nhân y rồi cộng với y bình phương thì lúc này là bằng 37. Đúng không? Bây giờ mình phân tích cái biểu thức này để đưa nó về cái một cái biểu thức nó gọn hơn. Thì ta quan sát đây là mình có 2 mũ 2x. Đúng không? 2 mũ 2x. 2 mũ 2x này thì mình cộng với cả 2 mũ x nhân y thì ta biến đổi thế nào để nó gọn hơn thì ta sẽ sử dụng cái chỗ này mình xuyên thêm nhá xuyên thêm ở đây tức là mình thế cái biểu thức này này vào này là chỗ mà thầy đóng khung này đúng không để thế cái 2 mũ x nhá thì chỗ này mình sẽ suy ra trước đi mình suy ra trước đó là mình sẽ suy ra được là 2 mũ x của mình thì bằng chuyển y sang là thành 1 cộng y hay viết lại là y cộng 1 đúng không và ta sẽ biến đổi được là thay cái chỗ này là bằng 2 mũ x tất cả mũ 2 đúng không thì là y cộng 1 tất cả mũ 2 này rồi cộng với 2 mũ x thay bằng y cộng 1 này rồi nhân với y này cộng y bình phương bằng 37 như vậy ta được cái phương trình một ẩn và ta thu gọn cái phương trình này ta tìm được y đó là mình sẽ có là ta nhân phân phối vào thôi nhỉ khai triển hằng thức nên là y bình phương cộng với 2 y cộng 1 cộng với y bình phương cộng y bình phương bằng 37 rồi thu gọn mình có được tương đương với chỗ này là 1 2 3 3 y mũ 3 thế 2 y cộng y là 3 y bằng 36 thì chia hai vế cho 3 thì ta được y mũ 3 cộng với y à đâu xin lỗi viết nhầm mũ 2 chứ nhỉ mũ 2 chỗ này mũ 2 nhá 3 y mũ 2 để 3 y mũ 2 cộng với y thì bằng là 12 mình chia hai vế cho 3 như vậy mình có được cái phương trình này dạng tích đó là mình sẽ có là y nhân dạng ước số là chuẩn không? Y cộng với 1 bằng 12 à. Y cộng 1 thì lớn hơn y với y là số tự nhiên mà và 12 thì nó sẽ là bằng 12 nhân với 12 nhân 1 hoặc là bằng à, à không chỗ này mình đánh giá đi nha đánh giá là đây nha thầy bỏ cái này đi nha ta đánh giá luôn đây là hai số tự nhiên liên tiếp đúng không hai số tự nhiên liên tiếp chỗ này thì thầy viết lại là y nhân mở ngoặc y cộng 1 đây bằng đây là hai tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì viết là 3 nhân 4 đúng không? Vì x y và
y cộng 1. Đây là hai cái số tự nhiên liên tiếp nhé, số tự nhiên liên tiếp. Nên mình suy ra được là y, trường hợp thứ nhất y trên chỗ này chỉ còn 3 thôi đúng không, y bằng 3, còn y cộng 1 là 4 mà đúng không, thì y bằng 3 nhá, y bằng 3 thì mình sẽ suy ra được x. X thay vào đâu, đây thay biểu thức này đúng không, tức là mình sẽ có là 2 mũ x sẽ bằng 4 đúng không, 3 cộng 1 này, tức là tương đương với 2 mũ x bằng 4, và ta suy ra được là x của mình bằng 2. Hoặc wow, như vậy ta kết luận được cảm nghiệm. Vậy mình có được là nghiệm là x y thì tương ứng là bằng cái cặp giá trị là 2.3. Wow. Như vậy mình thêm được một chút kinh nghiệm về phần phương trình nghiệm nguyên đối với phương trình mũ nhé. Thì tùy từng từng bài, từng đặc điểm mà mình đánh giá biến đổi nó về cái dạng đơn giản đưa về phương trình ước số đó. Tiếp tục ta sang một cái ví dụ nữa đi. Ví dụ nữa để ta bổ sung thêm cái kinh nghiệm giải phương trình nghiệm nguyên ở dạng phương trình mũ nhé. Giờ thì xóa bảng này. Đây, cái vấn đề ví dụ. Rồi, ta sang ví dụ số 4 đi. Ví dụ số 4. Ví dụ 4 người ta có mình tìm nghiệm tự nhiên của phương trình. Tìm nghiệm tự nhiên của cái phương trình. Phương trình người ta cho đó là 2 mũ y này. Bây giờ mũ y nhá bằng 1 cộng x cộng x mũ 2 cộng x mũ 3. Được chưa? Bây giờ mình đi biến đổi cái biểu thức bên phải. Đây, bên phải thành tích thì ta sẽ có là tương đương với 2 mũ y ta để nguyên này bằng chỗ này mình có là 1 cộng với x nhá, chỗ này đặt nhân tử chung là x mũ 2 nhân x cộng 1 hoặc 1 cộng x này. Rồi tương đương với mình có là 2 mũ y này bằng đặt nhân tử chung là x cộng 1 đi, viết lại nhá, x cộng 1 nhân với x bình phương cộng 1. Như vậy mình biến đổi thành phương trình tích, dạng tích này. Như vậy là x và x bình phương cộng 1 đó là các ước tự nhiên của y mũ 2 đúng không? X cộng 1 này, như vậy mình suy ra x cộng 1 và x bình phương cộng 1 là các ước tự nhiên nhé, là ước tự nhiên của cái y mũ 2 ở đó, 2 mũ y đúng không? Nên mình sẽ có được cái hệ điều kiện, tức là suy ra được x cộng 1 này, x cộng 1 nó sẽ bằng là cái 2 mũ m nào đó hoặc n nào đó đúng không? Và x cộng 1 hay x bình phương cộng 1 thì nó bằng 2 mũ n nào đó đúng không, và mình có là m cộng với n thì nó sẽ bằng y đó, bằng cái số mũ này, bởi vì y đây nhá, thầy phân tích thêm là bằng chính là 2 mũ m cộng n nào đó đúng không, nhân hai lĩnh thường cùng cái số mà đúng không? Mình tách nó ra thành như này nhé.
Rồi bây giờ mình biến đổi từ cái này, cái hệ điều kiện này mình có là đây là gọi là hai đi, chương trình trên mình gọi là một đây rồi đúng không, đây là ba đi, đây là bốn đi đúng không. Với trường hợp này thì cái mn này đều là số tự nhiên nhé, m thì m cộng n là y, y là số tự nhiên mà m cộng n thì thuộc biểu thức này đều là thôi, phải phải đây phải thuộc tập hợp số tự nhiên đúng không. Thì khi đó mình sẽ rút cái x từ phương trình 2 này, từ phương trình 2 thì sẽ suy ra x của mình sẽ bằng 2 mũ m nào đó cộng với 1, à, trừ 1 trừ đi 1 đúng không. Rồi ta thay thay vào phương trình số 3 thì ta suy ra được nhá, thầy viết cùng hàng ngang này. Đã được là m ngoặc này 2 mũ m này, 2 mũ m trừ 1 tất cả mũ 2 cộng 1 bằng 2 mũ n. Để ta tìm mối quan hệ giữa m và n mà. Rồi mình sẽ có là tương đương với, thầy viết ở đây nhá. Mình sẽ có khai triển hằng thức này ra. Thì mình sẽ được là 2, đây thầy viết xuống dưới này. Đấy, dễ quan sát là 2 mũ 2m đúng không? 2m này. Rồi trừ đi 2 nhân với 2 mũ m này. Rồi nhân 1 thì thôi không viết được đúng không? M viết lại. Thì nhân 1 cộng 1 bình phương là 1. Rồi cộng thêm 1 nữa của nó đúng không? Bằng 2 mũ n. Như vậy mình sẽ có được là 2 mũ 2m này. Rồi chỗ này là được là trừ đi 2 nhân 2 mũ m là 2 mũ m cộng 1 này. Cái này cộng 2 này bằng 2 mũ n này, đúng không? Bây giờ mình xét cái phương trình này gọi là phương trình 5 đi. Để xét nếu mà m lớn hơn bằng 2, nếu này mình có là m mà lớn hơn bằng 2 thì ta sẽ suy ra được là 2 mũ 2m và 2 mũ m cộng 1. Cái này chia cho 4 đúng không? Chia hết cho 4. Chia hết cho 4. Dẫn đến là với trái nhá, về cái tắt với trái thì chia cho 4 thì dư 2 đúng không? Chia cho 4 thì dư 2. Đúng không nào? Như vậy mình sẽ suy ra này, suy ra là cái mối quan hệ giữa m và n, đây là m lớn hơn bằng 2, m lớn bằng 2 thì mình sẽ có y, có mối quan hệ y đúng y sẽ lớn hơn 2 là chắc chắn. Còn x cộng 1 bằng 2 mũ m mà m lớn hơn 2. M lớn hơn 2. Đây thì sẽ có là chia cho 2, cái này là x sẽ phải lớn hơn 3. Không. Đây 2 mà. Chỗ này lớn hơn 3, đây, từ phương trình này mình sẽ suy ra từ phương trình 2 nhá. Từ 2 thì mình sẽ suy ra kết hợp với 2 á. Sẽ suy ra là x sẽ lớn hơn bằng 3 bởi vì m của mình lớn hơn bằng 2 đúng không? Nên mình sẽ suy ra các lại đánh giá từ phương trình số 3, cái bài này hơi khó này, để kéo lên một chút nhá. Dễ nhìn.
Bây giờ mình có được trường hợp x lớn bằng 3 thì ta sẽ đánh giá từ phương trình số 2 hệ số số 3. Phương trình 3 này, phương trình 3 lúc này nó sẽ có được là 2 mũ n sẽ bằng x bình phương cộng với cả 1 sẽ lớn hơn bằng. Đây mình thay cái số 3 vào đây là 3 bình phương cộng với 1 đúng không? Thì bằng 10. Mà 10 thì nên là n phải lớn hơn 4 đúng không? 3 mũ 2 là 8 rồi mà. Suy ra n phải lớn hơn bằng 4 đúng không? Thế này 10 là lớn hơn 8 mũ à 2 mũ 3 rồi đúng không? Bằng 2. Đúng không nào? Rồi nhá. Như vậy là khi đó thì n lớn hơn 4 đấy. N lớn hơn 4 thì phương trình số 5 vế bên này vế phải đấy đây chỗ này này lớn hơn 4 thì nó chia cho 4 đúng không? Nó sẽ chia cho 4 nên suy ra ở phương lúc này phương trình số 5 đấy để chia cho 4. Phương trình số 5 từ phương trình 5 ấy thì suy ra vế bên phải thì cái tắt nhé chia cho 4 đúng không? Mà vế bên trái thì chia cho 4 thì dư 2, bên phải thì chia cho 4 đó. Như vậy mình sẽ suy ra được là phương trình trường hợp này vô nghiệm đúng không? Không thỏa mãn nhé, không thỏa mãn. Được chưa nào? Bây giờ mình còn lại là suy ra được m lúc này nó không thể lớn hơn bằng 2 được thì nó chỉ phải thuộc cái các cái giá trị là 0 và 1. Đúng không? Như vậy mình quay lại cái bài cơ bản ban đầu. Giờ ta xét nếu mình có là m bằng 1 bằng 0 trước được bằng 0 thì ta suy ra từ phương trình m bằng 0 thì từ phương trình 2 này đúng không? Thì ta sẽ suy ra x cộng 1 bằng 2 mũ 0 mà 2 mũ 0 tức là bằng tương đương với x sẽ bằng 2 mũ 0 1 x bằng 0 đó. X bằng 0 thì ta sẽ suy ra x bằng 0 thay vào đây thay phương trình đầu ấy y 2 mũ y bằng 0 đã bằng x bằng 0 để bằng 1 đúng không? Thay vào phương trình 1 thì sẽ suy ra là 2 mũ y thay phương trình 1 nhá thì bằng 1, 2 mũ y bằng 1 thì sẽ y bằng 0. Như vậy thỏa mãn đúng không? Trường hợp thứ hai như vậy mình được cái cặp nghiệm này x bằng 0 này y bằng 0 này được chưa? Trường hợp thứ hai nếu mình có là m của mình bằng 1 thì sẽ suy ra m bằng 1 từ phương trình 2 m bằng 1 tức là x cộng 1 bằng 2 mũ 1 để cho lên tí nữa nha 2 mũ 1 là bằng 2. Như vậy x sẽ bằng 1. X của mình bằng 1. X bằng 1 thay vào phương trình ban đầu thì mình sẽ được là 2 mũ y của mình bằng 4 nên suy ra y của mình bằng 2. Hết các trường hợp đúng không? Kết luận vậy nghiệm nghiệm của hệ phương trình cặp giá trị x chấm phẩy y bằng hai nghiệm đúng không? Hai nghiệm đó là cặp giá trị 0 0 này và cái cặp giá trị là x bằng 1 y bằng 2. Rồi, xong. Như vậy đối với cái phương trình này nó tương đối là phức tạp, mình sử dụng cách biến đổi đưa về tích đưa về phương trình ước số này. Phương trình ước số này. Rồi mình lập luận tìm được mối quan hệ giữa m giữa x y m n đúng không?
và ta đưa được về phương trình cơ bản ban đầu là ta xác định được cái mối quan hệ. Đây, phương trình số 5 này, số 5 này nhé, phương trình số 5. Kể ra thì thầy đánh phương trình sao thì có khi lưu ý chú ý hơn. Đó, em chú ý phương trình số 5, phương trình sao là phương trình mà mình xét được giống như phương trình kiểu phương trình đầu tiên ở phương trình 5 này. Thì đây là mũ m xét ta tìm được cái giá trị m lớn bằng 2 thì làm cho phương trình vô nghiệm, và khi đó m thì chỉ còn lại cái giá trị nó nhỏ hơn 2, đó là cái 2 chữ 2 chính là cái số k ở trong cái dạng phương trình đầu tiên đó nhá. Thì em mình xem lại cách giải của cái phương trình số 4, ví dụ 4 này này, và còn chỗ nào băn khoăn thì các em comment xuống phía dưới video, thầy sẽ tìm cách giải đáp thắc mắc của em. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở trong những video lần sau.